Màu độc đáo trên Galaxy S10, chế độ Live Focus xuất hiện lần đầu với Galaxy Note 8. Trên Galaxy S10 bạn có thể thử nghiệm các hiệu ứng nghệ thuật như Blue, Spin, Zoom hoặc chế độ màu Color Point, trong đó chủ thể sẽ giữ nguyên màu sắc, trong khi các chi tiết nền sẽ được chuyển thành màu đen và trắng. Galaxy S10 cộng sử dụng camera kép phía trước để hỗ trợ tính năng Live Focus, còn camera mặt trước của Galaxy S10 và S10e sử dụng trí thông minh nhân tạo của NPU để tạo hiệu ứng tương tự, trong đó Chế độ Color Point là tính năng mới có trên dòng Galaxy S10, có thể giúp người dùng tạo được những hình ảnh độc đáo. Khi chụp ảnh, bạn cần để ý đến những thông tin hiển thị trên màn hình và giữ khoảng cách khoảng 1 đến 1,5 mét so với đối tượng muốn chụp. Ngay sau khi có thể lấy nét và xóa phông hậu cảnh, cụm Live Focus sẽ chuyển thành màu vàng. Nếu dòng chữ này vẫn là màu trắng thì bạn chỉ có thể chụp ảnh zoom 2x mà không thể xóa phông. Khi đã ưng ý, bạn nhấn nút chụp ảnh. Điều thú vị là bạn có thể giảm mức độ mờ bằng cách kéo thanh trượt nhưng nếu không hài lòng với kết quả thì có thể chuyển sang hiệu ứng làm mờ tiêu chuẩn. Để thực hiện, chọn file ảnh trong bộ sưu tập và nhấn vào nút trên, chọn chế độ mới rồi bấm xếp để lưu lại thay đổi. Tính năng tương tự cũng được thực hiện với camera trước. Phong trào chụp hình color point mới này cũng được một số nghệ sĩ Việt Nam hưởng ứng.